Chào các con học sinh lớp 5, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1, bài 87, luyện tập trang 106, 107, 108. Trước tiên chúng ta làm bài tập 1. Viết số đo thích hợp vào ô trống. Ở bài tập 1 là một bảng. Cho có bảng này có 3 dòng. Dòng thứ nhất cho biết độ dày đáy của hình tam giác. Dòng thứ hai cho biết chiều cao hình tam giác. Dòng thứ ba yêu cầu chúng ta tính diện tích hình tam giác. Như vậy sau khi chúng ta tính được diện tích hình tam giác của các cột, chúng ta sẽ điền số thích hợp vào các ô trống này. Trước tiên chúng ta có độ dài của hình tam giác bằng 13 cm, chiều cao hình tam giác bằng 7 cm, yêu cầu tính diện tích hình tam giác. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2. Độ dài đáy là 13 cm và chiều cao là 7 cm. Hai độ dài này đều có đơn vị là cm. Bây giờ chúng ta tính diện tích của hình tam giác và cách lấy độ dài đáy nhân chiều cao, ta lấy 13 nhân 7 rồi chia cho 2. 13 nhân 7, chúng ta đặt tính 13 nhân 7. 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 7 nhân 1 bằng 7 nhớ 2 bằng 9. 13 nhân 7 bằng 91. Bây giờ chúng ta lấy 91 chia cho 2. Đầu tiên ta lấy 9 chia cho 2 được 4. 4 nhân 2 bằng 8, 9 trừ 8 còn dư 1. Tiếp tục ta hạ chữ số 1 xuống cạnh số dư được 11. 11 chia cho 2 được 5. 5 nhân 2 bằng 10. 11 trừ 10 còn dư 1. Bây giờ muốn chia tiếp, chúng ta viết dấu phẩy vào bên phải số thương, thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư được 10. 10 chia 2 được 5. 91 chia cho 2 được 45,5. Chúng ta điền vào chỗ trống diện tích của hình tam giác bằng 45,5. Đơn vị là cm vuông. Tiếp theo chúng ta làm cột thứ hai. Cho biết độ dày đáy bằng 32 dm, chiều cao hình tam giác bằng 40 dm. Độ dày đáy và chiều cao đều cùng có đơn vị là dm. Bây giờ chúng ta tính diện tích hình tam giác này. Ta lấy độ dày đáy là 32 nhân chiều cao là 40. Sau đó chia cho 2. 32 nhân 40. Thừa số thứ hai có tận cùng là chữ số 0 thì cái tích thứ nhất chúng ta không cần phải nhân mà chúng ta viết luôn, phải không? 0 nhân với 2 nhân với 32 vẫn bằng 0, ta viết 0. Sau đó chúng ta nhân tích riêng thứ hai luôn, 4 nhân 2 bằng 8. Tích riêng thứ hai lùi vào bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất, như vậy chúng ta viết 4 nhân 2 bằng 8, ta viết 8 hạnh số 0 đây. 8 4 nhân 2 bằng 8, 4 nhân 3 bằng 12, viết 12. 32 nhân 40 bằng 1280. Chia cho 2. Lấy 12 chia cho 2 được 6. 6 nhân 2 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 8 ở số bị chia xuống cạnh số dư được 8. 8 chia 2 được 4. 4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0. Tiếp tục ta hạ chữ số 0 ở số bị chia xuống cạnh số dư được 0. 0 chia 2 được 0. 0 nhân 2 bằng 0 và 0 trừ 0 vẫn bằng 0. 1280 chia 2 bằng 640. Như vậy diện tích của hình tam giác bằng 640. Chúng ta điền vào ô trống. Đơn vị là decimet vuông. Tiếp theo cột thứ 3. Cho biết độ dày đáy của hình tam giác bằng 4,7m, chiều cao hình tam giác bằng 3,2m. Tính diện tích hình tam giác này, ta lấy 4,7 nhân 3,2 rồi chia cho 2. Hai nhân 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8, nhớ 1 bằng 9. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 nhân 4 bằng 12, nhớ 2 bằng 14, viết 14. Chúng ta cộng tích chung, 4 hạ 4, 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. Nhớ 1 sau 4 thành 5, viết 5, 1 hạ 1. 4,7 nhân 3,2 bằng 1504.
Bây giờ ta đếm ở phần thập phân của cả hai thừa số có hai chữ số. Ta dùng dấu phẩy tách ở tích hai chữ số kể từ phải sang trái. Như vậy dấu phẩy đặt ở giữa 5 và 0. 4,7 nhân 3,2 bằng 15,04. Bây giờ ta lấy 15,04 chia cho 2. Đây là phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Trước tiên ta lấy phần nguyên của số thập phân chia cho số tự nhiên. Ta lấy 15 chia cho 2 được 7. 7 nhân 2 bằng 14, 15 trừ 14 còn dư 1. Như vậy ở phần nguyên không còn chữ số nào để hạ nữa. Bây giờ muốn chia tiếp, ta viết dấu phẩy vào bên phải thương. Hạ chữ số đầu tiên của phần thập phân xuống cạnh số dư được 10. 10 chia cho 2 được 5. 5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0. Tiếp tục ta hạ chữ số 4 ở phần thập phân của số bị chia xuống cạnh số dư được 4. 4 chia 2 được 2. Viết 2, 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0. 15,04 chia 2 bằng 7,52. Như vậy diện tích của hình tam giác bằng 7,52. Ta điền vào ô trống 7,52. Đơn vị ở đây là mét vuông. Tiếp tục ta làm cột cuối cùng. Độ dày đáy hình tam giác bằng 2/3 m, chiều cao hình tam giác bằng 3/4 m. Tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dày đáy 2/3 nhân chiều cao 3/4 rồi chia cho 2. 2/3 nhân 3/4. Đây là phép nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân tử số, 2 nhân 3 trên 3 nhân 4. Mẫu số nhân mẫu số. Ta thấy tử số và mẫu số đều có 3. Ta rút gọn 3 chia 3 được 1, 3 chia 3 được 1. Tử số và mẫu số thì cùng chia hết cho 2, 2 và 4. 2 chia 2 được 1 và 4 chia cho 2 được 2. Như vậy tử số chúng ta còn 1 x 1 bằng 1. Mẫu số là 1 x 2 bằng 2. Kết quả bằng 1/2. Bây giờ chúng ta chia cho 2. Đây là phép nhân một phân số chia cho một số tự nhiên. Thì ta muốn chia thuận tiện thì chúng ta biến cái số tự nhiên này thành phân số 1/2 chia cho 2/1. Số tự nhiên viết thành phân số có mẫu số là 1. Đến đây ta có phép chia một phân số cho một phân số. Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược, tức là bằng 1/2. Nhân phân số thứ hai là đảo ngược là 2/1 thì thành 1/2. Nhân hai phân số với nhau, ta lấy tử số nhân tử số, 1 x 1 bằng 1. Mẫu số nhân mẫu số, 2 x 2 bằng 4. Như vậy kết quả bằng 1/4. 1/4. Nếu ta để 1/4 cũng được, hoặc là ta đưa về số thập phân, tức là ta lấy tử số chia cho mẫu số, 1 chia cho 4 thì bằng 0,25. Đấy, như vậy kết quả bằng 0,25, chúng ta đưa về số thập phân 0,25. Mét vuông, ta điền vào ô trống diện tích của hình tam giác bằng 0,25 mét vuông. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Bài tập 2 có nội dung như sau. Tính diện tích hình tam giác vuông theo công thức. Chúng ta quan sát hình tam giác vuông. Cô giáo có hình tam giác vuông A, B, C. Vuông góc tại đỉnh A. Đỉnh A là góc vuông, còn đỉnh B và đỉnh C là góc nhọn. Đây là trường hợp tam giác có một góc vuông và hai góc nhọn. Theo công thức, tính diện tích hình tam giác vuông A, B, C là SC. SC là ký hiệu của diện tích. Diện tích bằng A nhân B, AB. Cạnh AB nhân cạnh AC rồi chia cho 2. Đấy. Diện tích của hình tam giác vuông là cạnh AB nhân cạnh AC rồi chia cho 2. Đối với tam giác vuông thì ta thấy là cạnh BA vuông góc với AC hoặc là cạnh AC vuông góc với cạnh BA. Trong tam giác vuông thì hai cạnh góc vuông, nếu coi một cạnh này là cạnh đáy thì cạnh kia là chiều cao. Đấy.
Nếu coi AC là cạnh đáy thì AB là chiều cao, hoặc coi BA là cạnh đáy thì AC là chiều cao. Chúng ta cũng dựa vào công thức tính diện tích hình tam giác bình thường, ta lấy cạnh đáy nhân với chiều cao. Ở đây nếu coi AC là cạnh đáy, BA là chiều cao thì diện tích hình tam giác bằng hình tam giác vuông bằng AB nhân AC rồi chia cho 2. Đó là cái công thức tính diện tích hình tam giác vuông ở câu A. Diện tích hình tam giác. Đây là diện tích công thức tính diện tích hình tam giác vuông. Bây giờ chúng ta viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Hình tam giác cho hình tam giác vuông ABC. ABC. Diện tích hình tam giác vuông ABC là hình tam giác vuông ABC có một cạnh. Đấy, một cạnh góc vuông là 3 cm và một cạnh còn lại là 4 cm. Ở tam giác vuông này, như lúc nãy cô giáo đã nói, nếu coi cạnh AC là cạnh đáy thì BA là chiều cao. Nếu coi BA là cạnh đáy thì AC là chiều cao. Đây ta coi AC là cạnh đáy là 4 cm thì chiều cao là 3 cm. Vậy diện tích tam hình tam giác vuông ABC là ta lấy cạnh đáy 4 nhân với chiều cao 3 rồi chia cho 2. 4 nhân 3 chia 2. 4 nhân 3 bằng 12, 12 chia 2 bằng 6. Đơn vị ở đây là cm vuông. Như vậy, diện tích hình tam giác vuông ABC BAC bằng 6 cm vuông. Câu B. Câu B, diện tích hình tam giác vuông DEG là, chúng ta quan sát hình tam giác vuông DEG, vuông góc tại đỉnh D, vuông góc tại đỉnh D, thì ở tam giác vuông DEG này, bây giờ muốn tính diện tích hình tam giác vuông này thì nếu ta coi DE là cạnh đáy thì DG là chiều cao của hình tam giác vuông, ta sẽ lấy 5 nhân 4 rồi chia cho 2. Hoặc nếu coi DG là cạnh đáy thì ED là chiều cao, ta cũng lấy 4 nhân 5 bằng 20 rồi chia cho 2. Như vậy diện tích hình tam giác vuông DEG là 5 nhân 4 chia 2. 5 nhân 4 bằng 20, 20 chia cho 2 bằng 10. Ở đây đơn vị là cm vuông. Như vậy diện tích hình tam giác vuông DEG là 10 cm vuông. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Bài tập 3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Cho hình bình hành MNPQ có cạnh đáy PQ bằng 5 cm và chiều cao MH bằng 3 cm. Diện tích hình tam giác MQP là diện tích hình tam giác MNP là. Cho hình bình hành MNPQ có cạnh đáy QP bằng 5 cm, cạnh đáy QP nghĩa là cạnh đáy bằng 5 cm và chiều cao MH bằng 3 cm. Bây giờ chúng ta tính diện tích hình tam giác MQP. Diện tích hình tam giác MQP có cạnh đáy là QP. QP này, cạnh đáy của hình tam giác chính là cạnh QP của hình bình hành, đúng không? Đấy. Mà QP bằng 5 cm, QP chính là một cạnh của hình bình hành mà bằng cạnh đáy của hình tam giác. MH là chiều cao của chiều cao MH bằng một cạnh của gì nhỉ? Chiều cao MH này bằng gì đây? Chiều cao MH bằng 3 cm. MH bằng 3 cm. MH bằng 3 cm mà QP bằng cạnh của hình bình hành bằng 5 cm. Vậy diện tích của hình tam giác MQP bằng
Cạnh đáy nhân chiều cao cạnh đáy là 5 cm, nhân chiều cao 3 cm rồi chia cho 2. Vậy chúng ta sẽ tính bằng gì nhỉ? 5 x 3 rồi chia cho 2. 5 x 3 bằng 15. 15 chia cho 2 thì bằng 7,5 cm². Diện tích hình tam giác MQP bằng 7,5 cm². Tiếp theo bây giờ chúng ta tính diện tích hình tam giác MNP. Diện tích hình tam giác MNP. Muốn tính được diện tích hình tam giác MNP thì chúng ta phải biết cạnh đáy và chiều cao, đúng không? Đấy, tức là bây giờ chúng ta vẽ chiều cao của cái hình tam giác MNP từ đỉnh P xuống cạnh đối diện MN. Mà cạnh MN bằng cạnh QP. QP bằng 5 cm thì MN cũng bằng 5 cm. Đấy, bây giờ chúng ta hạ chiều cao này. Muốn vẽ chiều cao của hình tam giác MNP, ta vẽ chiều cao từ đỉnh P xuống cạnh đối diện. Cô giáo đặt một cạnh góc vuông của Eke trùng với cạnh MN. Cô giáo trượt Eke sao cho cạnh còn lại, cạnh còn lại của Eke, cạnh góc vuông còn lại của cạnh Eke trùng với điểm P. Bây giờ cô giáo vẽ đường cao P từ đỉnh P xuống. Đấy, cô giáo đặt điểm này là điểm E chẳng hạn. PE vuông góc với MN. Mà PE, đấy, PE bằng MH. Bởi vì là PE vẫn là hạ từ đỉnh P xuống cạnh MN. Đấy. Như vậy PE vuông góc với MN thì PE bằng bao nhiêu? PE bằng MH. Cho nên là PE cũng bằng 3 cm. Vậy thì diện tích hình tam giác MNP cũng bằng cạnh đáy nhân chiều cao. Cạnh đáy là 5, chiều cao là 3. Chúng ta lấy 5 nhân 3 rồi chia cho 2. 5 nhân 3 bằng 15, 15 chia cho 2 cũng bằng 7,5 cm². Như vậy diện tích của hai hình tam giác MQP và MNP bằng nhau và bằng 7 cm². Như vậy bài tập 3 đã kết thúc video ngày hôm nay. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.